Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Tranh cái việc vận động viên nhét huy chương bạc vào túi quần ngay khi được trao. Vận động viên boxing người Anh, Ben Whitaker đã từ chối đeo huy chương bạc trên võ đài và ngay lập tức nhét huy chương vào túi quần, sau đó tỏ ra gượng gạo khi cầm huy chương trên tay để chụp hình. Hành động của võ sĩ quyền Anh hạng nhẹ Ben Whitaker, 24 tuổi đã gây tranh cãi bên lề thế vận hội Olympic Tokyo. Ngay khi được trao huy chương trên võ đài, anh này đã nhét huy chương vào túi quần, trong khi các vận động viên còn lại đều đeo huy chương lên cổ một cách vinh dự, tự hào. Thoạt tiên, khi chia sẻ trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi giành về huy chương bạc, Ben Whitaker đã lý giải cho hành động của mình rằng: "Khi giành về huy chương bạc, tôi không nghĩ mình đã giành được huy chương bạc, mà chỉ nghĩ mình đã để tuột mất huy chương vàng." Tôi đã không thể giành về huy chương vàng, đối với tôi, đó là thất bại và tôi sẽ không mừng vui vì chiếc huy chương bạc trong khoảnh khắc ấy. Nhưng tôi tin rằng khi năm tháng trôi qua, tôi sẽ nhìn lại và nhận thấy rằng đó cũng là một thành tích. Dù vậy, tại thời điểm được trao huy chương, tôi chỉ có thể hiểu rằng mình đã để tuột huy chương vàng, đó là lý do tại sao tôi hành xử quá cảm xúc. Trong khi luyện tập, không vận động viên nào đặt mục tiêu giành huy chương bạc hay đồng cả, mọi người đều nỗ lực vì huy chương vàng. Tôi đã bước vào cuộc đấu với niềm tin rằng thời điểm vàng của mình đã tới, chúc mừng võ sĩ Azien Lopez đã giành huy chương vàng. Tôi sẽ phải quay về phòng tập, thay đổi vài điều, nỗ lực nhiều hơn và hy vọng lần tới sẽ là thời điểm của tôi. Trước đây, Ben Whittaker từng đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng, nếu một vận động viên hài lòng với huy chương bạc hoặc đồng, vậy thì người đó không phù hợp để đứng ở vị trí số 1, dù vậy, Hành động của Ben Whitaker đang bị chỉ trích trên nhiều trang tin quốc tế vì thiếu văn minh, thiếu tôn trọng, thể hiện cái tôi quá lớn, không mang tinh thần thể thao cao thượng. Thực tế, hành động của Ben Whitaker gợi nhắc về hành động của đội tuyển bóng đá nam của anh khi giành huy chương bạc tại trận chung kết Euro 2020 diễn ra hồi giữa tháng 7 vừa qua. Thực tế, việc cởi bỏ huy chương bạc đã trở thành một xu hướng trong giới thể thao những năm trở lại đây. Đối với nhiều vận động viên thể thao thi đấu ở các bộ môn có tính đối kháng cáo, việc giành huy chương bạc khá nhạy cảm. Nhiều vận động viên cho rằng khi chỉ còn cách chiến thắng cao nhất một khoảng cách không xa, vậy mà kết quả sau cùng chỉ giành về bạc, thì không có gì đáng để mừng vui. Khi để tuột mất vàng, nhiều vận động viên thường bị ngợp trong những xúc cảm tiếc nuối, buồn bã. Dù vậy, hành động cởi bỏ huy chương bạc hay từ chối đeo huy chương bạc vẫn tiếp tục là điều gây tranh cãi, không dễ dàng nhận được sự cảm thông. Sau khi biết mình đang bị nhiều người chỉ trích vì thái độ lúc nhận huy chương bạc, võ sĩ Ben Whittaker đã có chia sẻ thêm với truyền thông Anh tôi đi thi đấu vì quê hương dân tộc nên lúc ấy tôi cảm thấy mình đã quá thất bại dù vậy đáng lẽ tôi nên đeo tấm huy chương và mỉm cười bởi tấm huy chương ấy không phải chỉ của riêng tôi mà còn có ý nghĩa đối với người dân ở quê nhà quả thực tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng đối với bất cứ ai chỉ là tôi đã luôn như vậy từ khi còn là một cậu bé ngay cả khi chơi game với đồng đội nếu tôi thua tôi cũng sẽ không nói chuyện với họ trong vòng vài giờ tôi có tinh thần chiến đấu và khao khát chiến thắng rất mạnh mẽ Huy chương bạc khiến tôi đau khổ nhiều và cảm thấy xấu hổ, thất vọng nên không thể tận hưởng khoảnh khắc được trao huy chương. Trong tương lai, có thể tôi sẽ nhìn lại mình ở khoảnh khắc ấy và tự hỏi mình đã làm điều gì vậy. Trước những chia sẻ chân thành của Ben Whittaker, nhà báo nổi tiếng tại Anh, Pierre Morgan đã lên tiếng bênh vực Whittaker và bình luận trên tài khoản mạng xã hội rằng Tôi yêu thích cách thể hiện của Ben Whittaker. Anh ấy đã nói cho chúng ta biết sự thật về thực tế khi thi đấu thể thao trong môi trường đỉnh cao đòi hỏi thái độ quyết liệt như thế nào.